là một vụ bạo hành chính con ruột của mình vừa được phát hiện tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Người cha của bé gái 6 tuổi này đã dùng lửa gây ra hàng chục vết thương trên cơ thể con gái mình. Và đáng nói là những hành động này đã diễn ra trong một thời gian dài. Nạn nhân vụ bạo hành trẻ em này là một bé gái mới học lớp 1. Bé gái này đang ở trọ cùng bố mẹ tại một khu trọ ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cơ thể bé vẫn còn đầy thương tích, phần lớn là những vết bỏng lửa. Tại vì ba đó. Ba làm sao? Ba lấy lửa bịt chân vô. Sau khi gây thương tích lần gần nhất cách đây một tuần, cha của bé đã giấu con gái trong nhà, không cho ra ngoài. Đến tận chiều ngày hôm qua, khi bé tới lớp, cô giáo chủ nhiệm mới phát hiện bị bạo hành. Hành vi mà của người cha ngược đãi con thì thấy là quá mức. Sau khi được chỉ đạo của thị xã thì Ủy ban nhân dân phường làm việc với công an để xuống tiến hành điều tra sự việc. Qua tìm hiểu của phóng viên Chuyển động 24 giờ, việc bé gái 6 tuổi này bị đánh đập, ngược đãi là rất thường xuyên. Sáng thì thường bé bị đánh lắm. Đánh trước khi đi học thì bị đánh. Còn mấy lần đánh cũng nhiều lần rồi. Đứa bé bầm mặt luôn đó. Cha của bé đã bị công an thị xã bắt tạm giữ vào tối hôm qua. Trước cơ quan chức năng, ông này đã thừa nhận hành vi bạo hành, đồng thời khai đã dùng giấy tập cuộn tròn lại, đốt lửa cho cháy, rồi châm vào miệng, tai, ngực, lưng của cô con gái ruột.